Dạ vâng, chào quý anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì phải nói là em Trung cũng cảm ơn quý anh chị cũng rất là nhiều trong thời gian qua, và phải nói là từ sáng giờ em Trung cũng bán khá là nhiều xe. Đó, và đặc biệt tới ngày hôm nay thì chi ân với khách hàng chỉ với thì em Trung nhấn mạnh là 85 triệu thôi. Đó là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe tập chạy, tập lái và che mưa che nắng, thì anh chị đã thấy vào tất cả cái. Và đặc biệt hơn nữa nha quý anh chị nha, giảm giá sốc cho quý anh chị. Thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm đón xem hết cái video và em Trung cũng chỉ có lên cập nhật thôi nha quý anh chị nha. Và tiếp tục đây thì anh chị quan tâm cái mẫu xe nào, alo cho em Trung, số điện thoại em Trung để trên phần tiêu đề và mô tả nhé. Đặc biệt ngày hôm nay giảm giá sốc cho quý anh chị và ô tô chỉ với 85 triệu thôi. Anh chị quan tâm đón xem hết cái video đó quý anh chị. Bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc quý anh chị không? Rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Đó, 5 chỗ, 7 chỗ, kính thưa các thể loại và cả 9 chỗ bán tải như quý anh chị nhé. Thì anh chị quan tâm đón xem hết cái video ngày hôm nay, thì anh chị mà thương em Trung thì cho em Trung xin nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật cửa hàng. Thì từ sáng giờ phải nói là bán cũng khá là nhiều. Thì chi ân từ sáng giờ thì em Trung cũng bán cũng khá là nhiều, nên là đặc biệt chiều hôm nay trời mưa, bão bùng, 85 triệu cho quý anh chị và đặc biệt thêm nữa giảm sâu, giảm mạnh cho quý anh chị nha. Và đây tiếp tục một mẫu xe Innova. Em này thì sinh năm 2010, bản G nha quý anh chị nha. Thì màu bạc thì anh chị đã thấy được tất cả cái, phải nói là rất là yêu thương cho quý anh chị. Thì nhiều anh chị hỏi em Trung là quay cái phần nội thất, thì xe này em Trung cũng đã có cái video chi tiết rồi quý anh chị. Thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào trên cửa hàng chụp hình lại dùm cho em Trung. Em nói là được trang bị thêm màn hình Android này. Đó, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị, tappy 4 cánh đều y chang nhau. Em nó là bản G nha quý anh chị nha. Giá rất yêu thương luôn, đăng kiểm thì còn tháng 7 năm 2022 bán cho quý anh chị với giá 240 triệu. Anh chị cho giá bán bao nhiêu là hợp lý? Vâng, nói chung em Trung lúc nào cũng gọi là tôn trọng với khách hàng. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Isuzu Highlander. Đó anh chị thấy không, trời mưa anh chị chỉ với 85 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Trời mưa anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Một mẫu xe Isuzu Highlander, nồi đồng cối đá, gầm cao, máy thoáng, máy dầu. Riêng dòng này thì phải nói là chạy siêu tiết kiệm, bền bỉ của anh chị, thương hiệu Nhật mà. Đó, rất yêu thương nhá. Thì bán cho quý anh chị với giá chỉ với, em nói là sinh năm 2007, bán cho quý anh chị với giá rất yêu thương 185 triệu. Anh chị cho giá bán bao nhiêu là hợp lý? Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe BMW. Đây quý anh chị, em nó thì sinh năm 2003, 2004 gì đó. Em Trung cũng không quan tâm tới cái chuyện này nữa quý anh chị. Tại vì những cái dòng này thì bây giờ mình ta đây, nó không có tính đời được quý anh chị. Nó rẻ tiền mà. Anh chị cần gọi là thích cái sự mà đam mê về trải nghiệm tay lái ha, độ mạnh mẽ của em nó, hãy đến với ô tô Quang Trung. Đó, một mẫu xe BMW thương hiệu Đức quý anh chị nhá. Ngày xưa em nó mua tiền tỷ, nhưng bây giờ quý anh chị chỉ hơn trăm thôi. Đây tiếp tục quý anh chị nhìn nội thất của em nó này, rất yêu nhá. Bộ ghế da rất đẹp, zin theo của nhà sản xuất. Tiếp tục quý anh chị này, tappy 4 cánh đều y chang nhau quý anh chị. Chỉ có trên xe mẹt mới có gọi là đẳng cấp chứ. Đóng cái cửa quý anh chị chắc nịch luôn. Đó, rất là ấm quý anh chị. Bán cho quý anh chị với giá chỉ với 165 triệu. Đây quý anh chị này, tiếp tục màn hình Android này. Nói chung riêng dòng này thì anh chị cũng cần suy nghĩ, chạy phải bao phê bao chất rồi. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này, alo cho em Trung, số điện thoại em Trung có để trên phần tiêu đề và mô tả nhé. Giá bán cho quý anh chị 165 triệu. Xe này em Trung bán cho quý anh chị 165 triệu là bán lỗ luôn đấy quý anh chị. Đó, và tiếp tục đây thì anh chị đã thấy ngày hôm nay chỉ với 85 triệu anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Đó, bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc thì cho em Trung xin ít thời gian. Tiếp tục đây trở lại với câu chuyện. Thì nhiều anh chị kêu em Trung là quay một cặp em 9 chỗ này quý anh chị, nên là bởi vậy thật sự là em Trung cũng không có thời gian nhiều. Thì em Trung cũng giới thiệu luôn, quay lướt sơ luôn nha quý anh chị nha. Em nó là 9 chỗ ngồi thì quý anh chị, được cái thì anh chị đã thấy cái mình mẩy của em nó phải nói là rất yêu rồi. Đăng kiểm vừa khám, vỏ lốp rất đẹp. 160 triệu cho quý anh chị cứ tới tận nơi trải nghiệm em Trung bớt thoải mái cho quý anh chị luôn. Nội thất này quý anh chị không, rất yêu cho quý anh chị. Trần em nó kìa quý anh chị không, đã được bọc ni lông rồi và có thêm cái tivi trên đó nữa quý anh chị. Đó, 9 chỗ ngồi không niên hạn, không hết đời. Xe này bằng B2 quý anh chị cũng chạy được nha. Đây tất cả cái keo chỉ quý anh chị này, rất yêu cho quý anh chị. Để anh đã nói tới mẹ thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Đây đẳng cấp chất thì em Trung. Riêng xe này thì anh chị mua về Sài Gòn Hà Nội không tốn tiền biển nữa nha. Đây cái phần đằng sau của em nó này. Đấy, riêng xe này thì anh chị mua về chỉ việc sử dụng
việc đi thôi, không phải làm bất cứ thứ gì nữa. Đó, giá rất yêu thương chúng anh chị, chỉ với 160 triệu thôi. Và tiếp tục đây thì phải nói là đằng bên này một mẫu xe Ford Transit đó, 9 chỗ ngồi cũng không liên hạn luôn quý anh chị. Thì nhiều anh chị cứ hỏi em Trung là tại sao không quay chi tiết và tổng thể. Thật sự phải nói là em Trung không có thời gian nhiều quý anh chị. Đây, em Trung sẽ quay lướt sơ thì lên trên cửa hàng của em Trung bán xe cho quý anh chị bao quay đầu có bảo hành, lên mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ. Cứ tới tận nơi trải nghiệm em nó, không được về chạy chán, không được Trung ơi mang trả xe, không cần phải gọi là mất một đồng nào hết quý anh chị. Nếu anh chị về chạy không được nhá, cứ mang tới tận đây, không cần phải mang tới tận đây, để ở đó tao trả xe cho mày. Đấy, tự vác về đi. Đó, lên bởi vậy em Trung bán xe cho quý anh chị bao quay đầu có bảo hành, lên mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ nữa. Đây, tiếp tục thì ngày hôm nay quý anh chị, đó quý anh chị đó, từ sáng giờ bán trống bãi luôn quý anh chị nhá. Và cũng đây thì một mẫu xe Toyota Innova. Em nó thì 209 bản G như quý anh chị nhá. Nói chung là rẻ hơn thị trường rất là nhiều quý anh chị, rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Đây quý anh chị này, Innova G209 nhá quý anh chị, giá rất yêu thương cho quý anh chị luôn. Đấy, không lỗi như quý anh chị nha. Đấy, tất cả táp bi bốn cánh đều y chang nhau. Em nó màu bạc thì xe này anh chị mua về kinh doanh dịch vụ chạy gia đình đó quý anh chị không, được cái nội thất rất yêu cho quý anh chị. Trần em nó đã được bộ bọc cái trần kiếng rồi quý anh chị, rất là sạch sẽ gọn gàng. Thì những cái xe này em Trung đã dọn dẹp sạch sẽ cho quý anh chị về chỉ việc đi, không phải cần phải làm bất cứ thứ gì nữa. Innova G209 bán cho quý anh chị với giá chỉ với 220 triệu cho quý anh chị nha. Đây, thì ngày hôm nay anh chị cứ mạnh dạn alo cho em Trung, bớt nhiều bớt mãi bớt nữa quý anh chị. Đây, một mẫu xe Innova cho giá bán bao nhiêu là hợp lý quý anh chị. Nên là phải nói là nhiều khi hứng hứng của em Trung thì anh chị cứ comment bên phía dưới. Đấy, tất cả một cái bao nhiêu ok, alo em Trung ơi, chốt xong nhanh gọn. Nhưng ở đây em Trung bán cho quý anh chị bao quay đầu có bảo hành, lên mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ. Nhiều khi anh chị mua cái xe của em Trung về đi chán bán vẫn có lời mà, đúng không? Đây cũng nhiều anh chị, nên là nhiều khi phải nói là thật sự là nhiều anh chị tới đây đó mua xe của em Trung, khất hỏi lại bán lại trước mặt luôn, kiếm 20-30 triệu đó quý anh chị nha. Nên là nói có sắt mất có trứng. Và tất cả một cái thì đây tiếp tục thì lại một mẫu xe Honda Civic. Em này thì 207 nhưng quý anh chị, thì xe này em Trung đang đi nó hơi dơ quý anh chị, nhưng được cái là rất là đẹp quý anh chị nhé. 2.0 bản đủ nhá, biển số 18 quý anh chị, Civic. Thì form dáng của em nó phải nói là rất yêu và rất thể thao rồi quý anh chị, phải nói là rất thể thao rồi. Nhưng mà cái dòng này em Trung được cái là thích nó là cái gì quý anh chị, thể thao này. Nội thất của em nó cũng rất là rộng luôn quý anh chị, nội thất phải nói là rất là rộng luôn. Đây quý anh chị nhìn, phải nói là vô lăng của em nó quý anh chị này, vô lăng phải nói rất thể thao nhá, lãy số nhá, số tự động nhá quý anh chị nhìn đằng trên kia nó có km đằng trên kia luôn. Đấy, em Trung sẽ mở luôn cái phần ổ khóa luôn quý anh chị thấy không? Phải nói nhìn yêu chưa, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Đấy, em nó trang bị màn hình Android này, nói chung là cam hành trình này đó cũng đầy đủ cho quý anh chị luôn. Trần em nói, và đặc biệt thêm nữa quý anh chị có cái lỗ trên mùi quý anh chị không? Rất là mát mẻ và sáng luôn. Đấy quý anh chị, tại cái bản này nó là bản full nhá quý anh chị nhá, bản full bắt ra là nó 2.0 bản đủ đó. Giá rất yêu thương cho quý anh chị, Honda Switch 250 triệu cho quý anh chị đó, tiếp tục giảm nữa như quý anh chị nhá. Nên chung là phải nói là tính ra bán như vậy là coi như là bán lỗ rồi quý anh chị. Và đây nữa thì một mẫu xe Ford Everest quý anh chị, thì nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung đấy, quay luôn nội thất và tất cả cái. Đây, đăng kiểm đây quý anh chị này. Đấy, tháng 5 năm 2023 đó. Thương hiệu Ford mà quý anh chị, gầm cao máy thoáng, màn hình Android, túi khí hai bên quý anh chị nha. Trần em nó đang còn trần zin luôn. Đi riêng cái thằng này thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Lạnh thì bút sâu tới điểm G, táp bi bốn cánh đều y chang nhau, keo chỉ không mất phân nào quý anh chị, bù long off vít rất yêu luôn. Đấy, nội thất thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ được cái là phải nói là rất là đẹp rồi. Đó, thì dàn vỏ của em nó thì cũng còn được 70-80% như quý anh chị nhé. Gầm cao máy thoáng, giá chỉ với 140 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Ford Everest quý anh chị. Em nó thì biển số Lâm Đồng. Và tất cả cái thì em Trung sẽ quay lướt sơ cái phần gầm cho quý anh chị luôn. Này, gầm xe này thật sự phải nói là
chỉ có bụi, chỉ có đất đỏ thôi. Em Trung chưa phải làm bất cứ thứ gì quý anh chị. Rất yêu thương cho quý anh chị một mẫu xe Ford Everest chỉ với 140 triệu. Anh chị cho giá bán bao nhiêu là hợp lý? Ai, sướng chưa? Theo yêu cầu của quý anh chị, một mẫu xe Ford Everest đó, rất yêu thương, được cái gầm cao, máy thoáng, rộng rãi. Anh chị băng mọi cung đường, mọi địa hình quý anh chị. Đây, keo chỉ tất cả cái. Nhiều anh, nhiều chị hỏi em Trung là chỉ có xe lỗi thôi mới bán có cái giá đó. Đây, thực tế truyền hình ngày hôm nay, anh chị thấy, cảm thấy riêng xe này lỗi em Trung, anh chị kêu lỗi chỗ nào, tới đây em Trung tặng luôn con xe cho quý anh chị, không cần phải nói nhiều, đúng không? Không cần phải lấy tiền, chỉ lấy xe về thôi, tìm ra lỗi nhá. Đây anh chị nhìn từng những cái tem mạc này, không? Rất yêu nhá. Keo chỉ này, tất cả một cái thật sự phải nói là rất đẹp cho quý anh chị này. Cột keo này quý anh chị nhá, không có một cái dấu hiệu đâm va. Đây quý anh chị này, nhìn từng những cái đinh tán, đinh bấm của em nó, không? Rất đẹp cho quý anh chị. Gầm cao máy thoáng mà quý anh chị không? Phải nói là rất yêu cho quý anh chị chưa? Chỉ với 140 triệu nha quý anh chị nha. Vỏ lốp 4 cái đều y chang nhau, nên mọi vấn đề anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Em Trung bán xe cho quý anh chị bao quay đầu, có bảo hành, nên mọi vấn đề thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay mạnh dạn alo cho em Trung, bớt nhiều bớt mãi cho quý anh chị. Và đây tiếp tục ngày hôm nay quý anh chị ơi, trời mưa đây quý anh chị ạ. Rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe thương hiệu Nhật, em nó là Mazda 323 đó. Hôm vừa rồi em Trung đã có video chi tiết của quý chị. Đây được cái bộ mâm của em nó, rất yêu chưa, bộ mâm đúc zin đó. Thắng của em nó là thắng đĩa đằng trước quý anh chị. Và đây đằng trong nội thất của em nó đây quý anh chị. Bản này là bản đủ nhá. Này, không? Lãy số vô lăng và các anh chị em lút còi rất yêu luôn, được cái nhìn gọi là đầu tiên luôn quý anh chị. Đây, máy nổ thì thầm mùa xuân luôn. Tiếp tục em Trung để cho quý anh chị, anh chị thấy không? Trời mưa này không? Anh chị chỉ cần đi cái xe máy nó khác hoàn toàn với lại cái xe ô tô quý anh chị. Giá đây anh chị thấy không, nhích cái là nổ luôn đấy quý anh chị, không cần xính đấy, ga một phát vọt lên. Lên những cái xe này anh chị chạy phải nói là rất là yên tâm nhá. Đấy, cột kèo thì anh chị cũng cần suy nghĩ, không có một cái dấu hiệu đâm va nhá quý anh chị nhá. Đời này thôi nhưng phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. Đây quý anh chị này, nhìn từng những cái tem mạc này, xem chúng bán ra cho quý anh chị bao quay đầu, có bảo hành, chỉ với 85 triệu. Thay một cái xe máy anh chị mua một cái SH bây giờ bao nhiêu tiền đúng không quý anh chị? Nhưng anh chị chở chỉ được hai người thôi, anh chị nên 5-7 người quý anh chị không? Trời mưa kìa, đấy xe máy kìa, đấy thấy anh chị không? Phải mặc áo mưa, nhưng đối với em này thì anh chị mưa nắng không tới đâu. Đây em cũng sẽ đi lướt sơ một vòng cho quý anh chị luôn. Máy móc thì anh chị cũng cần suy nghĩ, rất là chiến luôn, rất là chiến luôn quý anh chị. Này anh chị thấy không? Rất yêu chưa? Một mẫu xe Mazda 323 thương hiệu Nhật mà giá chỉ với 85 triệu, rẻ hơn xe máy tội gì mà không mua đúng không anh chị? Đây là xe này, nhưng xe này thì anh chị không cần phải suy nghĩ về em nó rồi. Tiếp tục em Trung dở luôn cái phần máy cho quý anh chị. Cỗ máy của em nó phải rất là yêu. Thế anh chị quan tâm mẫu xe này alo cho em Trung một mẫu xe Mazda 323 giá chỉ với 85 triệu nhá. Thì em Trung sẽ quay luôn cái phần máy cho quý anh chị luôn. Máy thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Đây và một cái mẫu xe Navara, em nó từ sinh năm 2015 đó. Đây là cái nhiều anh chị hỏi em Trung là xe này thì tầm khoảng 42, 43 thôi. Đấy, mà em Trung bán tới 45, 450 quý anh chị. Nhưng ngày hôm nay anh chị cho em Trung giá bán bao nhiêu là hợp lý một mẫu xe bán tải. Giả luôn cái hầm máy cái xe Mazda luôn. Giả cái máy cái xe Mazda luôn. Một mẫu xe bán tải Nissan Navara quý anh chị nha. Rất yêu thương. Đấy, đẳng cấp, thương hiệu quý anh chị. Không, được cái là riêng xe này thì phải chạy phải nói là rất là tiết kiệm và lợi, giàu quý anh chị. Em nó thì 7 cấp số quý anh chị nha. Được cái bộ mâm 18 quý anh chị không? Rất là to và đặc biệt đi nó rất là êm nha quý anh chị. Nếu về nói tới được cái Nissan thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Đẳng cấp, chất yêu từ xưa tới giờ quý anh chị. Và trong nhà em đang còn một mẫu xe bán tải Ford Winchester 2014 450 triệu nha. Xe này bán cho quý anh chị 440 triệu nha. Nên là thời buổi bây giờ trên thị trường quý anh chị. Đây tiếp tục đây em Trung quay luôn cái phần máy của em Mazda này quý anh chị này. Rất yêu chưa? Để một tìm một cái xe này cỗ máy mà sạch sẽ gọn gàng như này em Trung phải nói là đời này thôi. Đó quý anh chị, được cái gia chủ người ta xài rất là kỹ nha quý anh chị nha. Đó, rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe Mazda. Đó thì anh chị quan tâm mẫu xe nào trên cửa hàng thì alo cho em Trung. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.
Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật cửa hàng nhé.